Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 118 Các vị đồng học Xin chào mọi người Xin mời Xem Cảm ứng Thiên Đoạn thứ 110 Cũng có hai câu làm chuyện vô ích Ngầm đổi lòng thay dạ Trong chú giải Cũng nói rất hay Dạng sự trong thế gian Chết mắt Đã thành rỗng không Người có đầu óc Trầm tĩnh một chút Thì đều có thể thế hội được Đặc biệt là Chúng ta sống trong thời đại loạn thế Hồi tưởng suy nghĩ lại Mấy mươi năm qua của chính mình Phiêu bạc Bất định Đây là thế hội diệt Chết mắt Đã thành rỗng không Vô cùng vô cùng sâu sắc Tôi trong mấy mươi năm qua Vẫn còn nhớ Những sự việc Ở quê hương khi còn nhỏ từ lúc 9 tuổi đã rời khỏi quê hương và không còn quay trở lại lần nào nữa. Mỗi một nơi mà tôi ở cũng đã ở được mấy mươi thành phố và khu vực. Sâu sắc mà thế hội. Đến thế gian này là để làm khách, là đến để du lịch. phật ở trên kinh bát nhã đã nói bất khả đắc vô sở hữu chúng tôi đã thể hội được rất sâu rất sâu phật đã nói với chúng ta duy chỉ có tích đức hành thiện vì nhân dân mà phục vụ giúp đỡ đại chúng giải quyết khốn khổ thì những việc này đời đời kiếp kiếp đều có thể mang theo cho nên cổ thánh tiên hiệp dạy bảo chúng ta những gì mang đi được phải nên làm nhiều một chút không mang đi được thì không nên làm tài sản không mang đi được Vợ con không mang theo được Những thứ vật chất Mà bạn ưa thích về mặt thọ dụng này Cũng đều không mang đi được Nếu như cứ dụng tâm vào để làm Những việc này Thì sai rồi Chúng ta hãy nhìn xem thế gian này Những người làm sai như vậy có bao nhiêu Đâu đâu cũng là như vậy Đại Thánh Đại Hiền Thế xuất thế gian Đều dạy bảo chúng ta Phải làm những việc mà có thể mang theo Tích công lũy đức Là từ đâu mà làm vậy Ở trong hết thảy kinh luận phật dạy chúng ta phá bồ đề tâm thế nào là bồ đề tâm rất ít người có thể nói được rõ ràng nói được minh bạch nhà nho dạy học ở trong quá khứ là từ khi trẻ nhỏ được bảy tám tuổi thì phải đọc tứ thư cương ngục mà trong sách đại học đã nói với chúng ta chính là bồ đề tâm mà phật pháp đã nói tịnh tông học hội chúng ta tổng dụ là cư sĩ lý văn pháp gần đây sắp kết hôn Tôi đã gửi tặng ông một món quà Ông muốn tôi viết vài chữ tặng cho ông Tôi đã viết tám chữ Để chúc phúc cho ông Khuyến khích ông Đặt kỳ vọng vào ông Tám chữ này Bốn chữ đầu là trí bình sơ cơ E rằng hiện nay những người hiểu được những chữ này rất ít Nghĩa là nền tảng trị quốc bình thiên hạ Là ở tại gia đình Bốn chữ phía sau là Đại đạo chi thủy Đại đạo là gì? là thành phật chi đạo là chuyển phạm thành thánh chi đạo đây là bắt đầu hôn nhân là việc đại sự gia đình là nền tảng của thế xuất thế pháp hiện tại chúng ta đọc đoạn này ở trong cảm ứng thiên cũng toàn nói về gia đình cho nên thế xuất thế gian thánh hiền Giáo hóa chúng sanh Dạy là cái gì vậy? Dạy chúng ta làm người Người chưa được tiếp nhận qua giáo dục của thánh hiền Thì không biết làm người Người mà không biết làm người Thì sẽ tạo nghiệp Quả báo của tạo nghiệp là ở trong tam độ Năm xưa tôi ở Đại Trung cầu học Tôi thỉnh cầu Lý Lão Sư Giảng lễ ký cho chúng tôi Chúng tôi đã thỉnh mời dường như là đến 6-7 lần Lý Lão Sư mới nhận lời So với việc khải thỉnh Ngài giảng các kinh luận khác Thì không như nhau những kinh luận khác vừa khải thỉnh Thì lão sư liền nhận lời ngay Ngài không muốn giảng Nên sau đó đã nói với chúng tôi Nguyên nhân là gì sao Ngài nói ta giảng cho các con nghe Thì các con có chịu học không Lễ ký nếu như ở trong Phật Pháp mà nói Thì là hành kinh Là bạn muốn làm được Muốn áp dụng thực tiễn Giảng cho bạn mà bạn không thể thực tiễn vậy thì thôi Chi bằng không giảng vậy Số lần chúng tôi khải tỉnh quá nhiều Lão cư sĩ đã miễn cưỡng mà nói với chúng tôi Câu đầu tiên mở đầu Lão sư Ngài Đã nói với mọi người Ta giảng lễ ký không phải là để cho các con hiểu lễ Mục tiêu không phải là chỗ này Mục tiêu ở đâu vậy? Là hy vọng các con ở trong xã hội khi làm người không đến nỗi bị người ta ghét bỏ mục đích là ở chỗ này đây là đem mức độ của lễ hạ xuống mức thấp nhất bạn có thể hiểu được một chút lễ thì ở trong xã hội không đến nỗi bị người khác chán ghét sẽ không bị người khác chán bỏ chúng tôi đã học được một chút cũng rất chăm chỉ nỗ lực đi làm vậy ở trong xã hội đã làm được viên mãn hay không vẫn là không viên mãn trong xã hội này người ghét chúng tôi vẫn còn rất nhiều người hiểu lầm cũng còn rất nhiều người hủy bán rất nhiều nguyên nhân do đâu chúng tôi liền quay đầu lại phản tỉnh chính mình là tôi đã làm chưa đủ tốt luôn luôn là đang phản tĩnh Chư Phật như lai, Khổng phu tử, mạnh phu tử, đây là đại thánh đại hiền thế xuất thế gian. Các ngài đã làm đủ tốt chưa vậy? Người hiện tại, người hủy bán Phật vẫn còn rất nhiều. Người xí nhục, Khổng lão phu tử, chúng tôi cũng thường nghe thấy nghĩa là ngay đến chư phật như lai hay là người như khổng tử mà vẫn là làm chưa đủ tốt không có cách nào để khiến cho người trong cả thiên hạ đều tán thán thế nhưng nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà hướng thiện chúng ta làm thế nào mới có thể chân thật khiến cho đức hạnh ở trong tâm hạnh sanh ra được cái rễ đây nhà nho và nhà phật nói được hoàn toàn tương đồng tề gia bạn phải có gia đình trước tiên phải tu thân thân mà không tu thì cái da của bạn cũng không thể thành da được trước tiên phải tu thân tu thân như thế nào vậy thì trước phải tu tâm gốc rễ của thân là tâm tâm phải tu như thế nào nhà nho nói cách vật trí tri đây là căn bản là đại căn đại bản của đức hạnh chúng ta không chăm chỉ làm ở trên phương diện này cả một đời bất luận là bạn tu pháp vô gì thế xuất thế pháp đức hạnh của bạn quyết định là không có bạn vẫn là tạo nghiệp vẫn là một thân lỗi lầm vô lượng vô biên Phạm những lỗi lầm này Bản thân mình cũng không biết Tự mình mà biết Vì thì bạn đã giác ngộ rồi Bạn là một người minh bạch Tự mình không biết Thì tự mình là người hồ đồ Cách vật là gì vậy? Buông bỏ vật dục Trong lúc giảng giải Chúng tôi cũng thường hay khuyến khích các đồng học Buông bỏ tự tư tự lợi Buông bỏ danh văn lợi dưỡng Xa lìa sự hưởng thụ Của ngũ dục lục trần Như vậy mới được Nếu như đối với những việc này mà không buông được Thì tâm của bạn sẽ bất chánh Tâm bất chánh Thì thân làm thế nào có thể chánh được chứ Cho nên nhà nho Điều đầu tiên cũng là cách vật Vật chính là vật dục Ba câu mà tôi vừa nói Chính là vật mà trong nhà nho đã nói Cách là gì? Là phải chống lại đó một cách kịch liệt Dùng cách nói hiện nay là chiến thắng vật dục Chúng ta phải có năng lực chiến thắng tự tư tự lợi Chiến thắng danh văn lợi dưỡng Chiến thắng sự hưởng thụ ngũ dục lục trần Cư sĩ hứa triết của Singapore đã làm được rồi Trong nhà Phật nói là Trước tiên phải đoạn phiền não Bạn xem tứ hoàng thể nguyện Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Chính là cách vật của nhà nho Pháp môn vô thượng thể nguyện học Chính là trí tri mà nhà nho đã nói Giả như phiền não của bạn chưa có đoạn Bạn muốn học pháp môn Thì quyết định không thể thành tựu rồi Việc này không thể thành tựu Chính là nói bạn quyết định không thể nào khai ngộ Vì sao vậy? Bạn có chướng ngại Bạn có chướng ngại của phiền não tập khí Bạn làm sao có thể hiểu được đạo của Thánh Hiền Cho nên bạn không thể thành tựu cái đạo lý này chúng ta có thể hiểu hay không người mà hiểu thì họ chịu làm đặc biệt là những người đọc sách nhà phật như chúng ta sách nhà phật xem trọng việc khai ngộ không những là thiền tông yêu cầu đại triệt đại ngộ giáo hạ cũng yêu cầu bạn đại khai viên giải niệm phật cũng yêu cầu nhất tâm bất loạn đây là công phu chân thật tích công lũy đức là từ đây mà làm không thể buông bỏ được vật dục thì cái gì cũng không thể thành tựu rồi thế pháp còn không thể thành tựu huống hồ là Phật Pháp Thế Pháp thì nói là gì? Quả báo nhân thiên Cũng có nghĩa là quả báo nhân thiên Bạn nhất định không thể được rồi Sau khi bạn chết Thì đi vào trong tam độ Sự việc này Chúng ta phải nên rõ ràng Phải thấu triệt Không nên làm cả đời Mà tương lai quả báo Lại vẫn là không thể thoát được tam độ Việc này có oan uổng hay không chứ Sự việc này không thể lơ là được Vì sao vậy Vì có rất nhiều người học Phật Đều đọa vào trong tam độ Ngã ngữ có câu Trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều Đây là lời thật Không phải là lời giả dối Người xuất gia 10 người chết Thì hết 9 người đi vào địa ngục rồi Nguyên nhân là gì? Đem kinh luận đọc qua một lần Tỉ mỉ mà suy nghĩ Thì bạn sẽ hoác nhiên đại ngộ Tự mình khởi tâm động niệm Hoàn toàn trái nghịch với giáo vấn của Phật Bồ Tát bạn không học Phật Thì chỉ có một tầng lớp tội Học Phật rồi thì có hai tầng lớp tội Vì sao vậy? Vì đã phá hoại hình tượng của Phật Pháp Phá hòa hợp tăng Cái tội này thì nặng lắm rồi Thế nhưng hiện nay Hầu hết mọi người đối với những sự việc này đã lơ là Đã quên sạch rồi Mặc dù đọc kinh, nghe giảng Nhưng chính mình cũng không có đem những giáo huấn này Làm thành một sự việc quan trọng Trong đời sống thường ngày xử sự đối người tiếp vật vẫn là tùy thuận phiền não không chịu sửa lỗi tập khí hay nói cách khác họ vẫn là đi vào trong tam ác đạo tam ác đạo là tham sân si hãy suy nghĩ xem việc xử sự đối người tiếp vật của chúng ta có phải là y theo tham sân si hay không nếu quả nhiên là y theo tham sân si Thì con đường bạn đi Là vào ba đường ác Ba thứ tham sân si này Mà có đủ rồi Thì là địa ngục đạo Trong ba thứ này Nếu như không có sân hận Thì là đường ngạ quỷ Trong ba thứ mà tham sân không có Chỉ còn ngu si Ngu si là đối với xử lý Chân vọng tà chánh thị phi thiện ác Không phân biệt được rõ ràng Điên đảo hết Đây là ngu si Là đường xuất sanh Chúng ta bình lặng mà phán tỉnh Suy nghĩ thử xem Chính mình khởi tâm động niệm Có phải là tràn đầy tham sân si hay không Nếu quả nhiên là như vậy Thì trong tâm chúng ta Đã rõ ràng Ta quyết định sẽ đọa vào địa ngục Tiền đồ là một mảng tối tâm Người có tiền đồ quang minh sáng lạng thì quyết định sẽ buông bỏ tham sân si mạng Nhất tâm niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Trước khi vẫn chưa đi Thì lưu lại cái thân này Cái thân này là gì hết thảy chúng sanh mà phục vụ Hiện tại ở đây mọi người nói là Làm nghĩa công làm nghĩa công chính là hành thiện, niệm niệm tiêu trừ tham sân si, nhất tâm hướng Phật cầu nguyện giảng sanh. Đây là tích đức, tích đức tu thiện thì tiền đồ là một mãn quang minh. cuộc đời này của chúng ta không có uổng phí thời gian có hạn nhân sanh khổ đoạn nhất định phải nắm lấy cái cơ hội này mỗi ngày đọc kinh tôi đã nói với các đọc tu rất rõ ràng rất minh bạch sáng sớm đọc kinh làm khóa sáng là nhắc nhở chính mình ngôn hạnh trong đời sống của ngày hôm nay không được trái nghịch như những giáo huấn trong kinh điển khóa tối sau khi đọc xong thì phản tỉnh những gì phật gì chúng ta làm chúng ta đã làm được chưa phật gì chúng ta không được làm chúng ta có tuân thủ hay không khóa tối là phản tỉnh là kiểm điểm là sám hối sửa lỗi đổi mới khoa sớm và khoa tối chính là công đức Tuyệt đối không phải là buổi sáng và buổi tối Đem kinh ra đọc cho Phật Bồ Tát nghe Thì Phật Bồ Tát liền yêu thích bạn Làm gì có đạo lý này chứ Cái quan niệm này là sai lầm rồi Kinh không phải là để đọc cho Phật Bồ Tát nghe Mà là đọc để cho mình nghe Giáo huấn thì nhất định phải ghi nhớ Y giáo phụng hành đây là đại ân đại đức của phật đối với chúng ta chúng ta báo đáp phật bồ tát chính là tín nguyện thọ trì đây chân thật là người báo ân xin mời xem cảm ứng thiên đoạn thứ 110 trăm Đoạn thứ 110 Làm chuyện vô ích Ngầm đổi lòng thay giả Hai câu này Ở tại phía trước Đã khái lược báo cáo qua với các vị rồi Đời người ở tại thế gian này Rất là ngắn tạm Cho dù là sống một trăm năm Thì cũng chỉ là một khẩy móng tay mà thôi Người có tuổi tác cao Thì đều khó cảm xúc rất sâu sắc nếu như không rõ lý không đọc sách thánh hiền thì trong cuộc đời này khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác giống như trên kinh địa tạng đã nói là không gì là không phải tội trong nhà phật cũng thường hay nói thân người khó được phật pháp khó nghe được thân người thì có lợi ích gì nếu như không đọc sách thánh hiền không nghe phật pháp chúng ta có thể nói là không được thân người còn tốt hơn vì sao vậy vì không tạo tội nghiệp Tạo tác tội nghiệp Đó là vào tam đồ Khoảng thời gian đó Thật là quá dài Hà tất gì Trong mấy mươi năm ngắn ngủi này Tạo tác tội nghiệp Để rồi phải chịu khổ Trong luân hồi trường kiếp Cái thân người này được rồi Thì có lợi ích gì Làm xuất sanh Cho dù là mảnh thú hay rắn độc Thì những tội nghiệp đã tạo ra Vẫn còn nhẹ hơn Làm con người rất nhiều lần Cho nên xuất sanh Sau khi chết đi Rất nhiều Đều có thể chuyển sanh vào trong Thiện đạo Không phải là không có đạo lý Động vật chúng ta tỉ mỉ mà quan sát những loài rắn độc mảnh thú Bạn không xâm phạm nó Thì nó cũng sẽ không xâm phạm bạn Những loài hổ sói Sư tử Cũng là những lúc Bị đói Mới săn bắt những động vật nhỏ để ăn Chúng ta xem trong động vật kỳ quan Thấy có rất nhiều hình ảnh Những con hổ sư tử Khi ăn no rồi Nó nằm ở nơi đó Những con vật nhỏ xung quanh nó Nó đều không thèm để ý Tạo nghiệp nhẹ hơn con người rất là nhiều Tâm sân hận của con người vô cùng đáng sợ Chúng ta nhìn thấy Luôn luôn là những thủ đoạn tàn độc Tạo tác tội nặng Hại đến nghìn dạng thân mạng của người ta hà tất gì phải tạo những loại tội nghiệp này chứ phật tán thán được thân người rất đáng quý là vì được thân người dễ giải thoát dễ giải thoát thì nhất định phải nghe phật pháp phải đọc sách thánh hiền phải giác ngộ thì thân người này mới đáng quý Con người nếu không giác ngộ Thì có gì là đáng quý chứ Ngược lại không bằng Chúng sanh ba đường ác Lý và sự Chúng ta phải nên hiểu Phải nên rõ ràng Chân thật rõ ràng, minh bạch rồi Thì chính là giác ngộ thế gian hết thảy pháp tự nhiên sẽ có thể nhìn thấu có thể buông xuống một lòng hướng đạo vậy thì cái thân người đó đáng quý biết bao năm xưa chúng ta chưa được nghe phật pháp đến trung niên mới được nghe phật pháp vẫn chưa muộn tu học cái pháp môn này nếu như bạn thật là ba năm thì có thể thành tựu chúng ta ở trong tinh độ thánh hiền lục giảng sanh truyện đã nhìn thấy hơn một nửa người niệm phật giảng sanh đại khái là họ đã dùng thời gian khoảng ba năm đến năm năm chuyên tâm Chúng ta ngày nay tu mười mấy năm Mà không có chút tin tức gì Nguyên nhân là gì? Tâm không chuyên Ý không thành Đối với danh lợi thế gian Ngũ dục lục trần Chưa chịu buông xuống Nguyên tắc tu học mà Phật nói ở trên kinh Chúng ta chưa có nắm được Ở trong Đại Thế Chí Viên Thông Chương Dạy bảo chúng ta đô nhiếp lục căng tịnh niệm tương tục Chúng ta chưa làm được Chúng ta sáu căn thâu nhiếp không được Mắt vẫn là tham sắc Tai vẫn là tham âm Lưỡi vẫn là tham dị Đây chính là không biết Thâu nhiếp sáu căn Biết thâu nhiếp sáu căn Thì ý niệm tham sân si mạng Đã đoạn rồi Ở tại thế gian này Đời sống ăn ở Hết thảy đều tùy duyên Tất cả phải không chấp trước Không phân biệt Một lòng hướng đạo Như vậy thì 3 năm 5 năm Mới có thể thành công Tâm của chúng ta Vẫn còn bị ngũ dục lục trần Danh văn lời dưỡng xoay chuyển Thì cuộc đời này du niệm cả đời Cũng không thể thành công Thế gian Hết thảy đều là giả, không có một cái gì là thật. Phật ở trên kinh Kim Cang đã nói với chúng ta rõ ràng mật bạch biết bao. Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, chúng ta phải thương niệm. Thời thời khắc khắc Nhắc nhở cảnh giác chính mình Toàn bộ đều là giả Toàn là những phương diện Hư giả này Thì làm gì có đạo lý Không ở trong luân hồi chứ Làm gì có chuyện không đọa lạc Vậy cái gì là thật Dạng duyên buông xuống là thật Tùy thuận chúng sanh là thật Phật dạy chúng ta tùy duyên Tùy duyên thì tự tại Đây là thọ dũng chân thật Chân thật lợi ích Lại có thể Tính nguyện niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Là chân thật ở trong chân thật không có cái gì thật hơn việc này Phải thường nghĩ đến thân người khó được Phật Pháp khó nghe Chúng ta ngày nay được thân người Được nghe Phật Pháp Cái cơ duyên đáng quý như vậy Nếu như không nắm lấy Vì thì, thì thật là đáng tiếc Một khi mất thân người Thì giảng kiếp khó có lại được rồi để có lại được thân người Thì không phải là dễ dàng Cho dù là có được thân người Thì có cơ hội được nghe Phật Pháp hay không Nếu như đến khi có được thân người Mà thế gian này lại không có Phật Pháp Thì thân người đó cũng vô ích rồi Thời gian có Phật Pháp rất ngắn Thời gian không có Phật Pháp rất dài Bạn hãy xem Pháp dẫn của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12.000 năm. Sau khi hết 12.000 năm này, thì thế gian không còn có Phật Pháp. Thời gian không có Phật Pháp là bao lâu vậy? 5 tỷ 670 triệu năm nữa. Di Lặc Bồ Tát mới thị hiện thành Phật để thế gian này có lại Phật Pháp Thì các vị thử nghĩ xem 12.000 năm so với 5 tỷ 670 triệu năm Thì có thể so sánh được không? Không thể so sánh rồi Cho nên Phật nói với chúng ta là lời chân thật Thân người mất đi rồi Mà để có lại được thì không dễ dàng Có được thân người lại có thể nghe được Phật Pháp Thì càng không dễ dàng hơn Cuộc đời này không thể chăm chỉ tu học Thì làm sao xứng đáng với Phật Bồ Tát làm sao xứng đáng với vận may được thân người lần này của chúng ta đây cho nên trong hoàn cảnh đời sống thượng cảnh cũng tốt nghịch cảnh cũng tốt hết thảy người và việc trong hoàn cảnh xung quanh người thiện cũng tốt người ác cũng tốt ta vẫn luôn cứ dùng tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng để đối đãi Cho dù có bị dày dò như thế nào Cũng có thể cam tâm nhẫn dịu Thật thà niệm Phật Mấy năm nữa là giảng sanh rồi mà Hà tất gì phải tính toán chứ Vì sao không buông xuống được vậy Chúng ta từ chỗ này mà thế hội Sự thọ dụng chân thật của Phật Pháp chúng ta đã đạt được rồi, không so đo tính toán với mọi việc, mọi người ở thế gian này nữa. Hận thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Công đức chính là thật thà niệm Phật. Suy nghĩ xem, nếu là những việc vô ích thì không làm. Thế nào là việc vô ích vậy? Là những việc không thể mang đi. chúng ta phải phân biệt cho rõ ràng những việc tổn người lợi mình thì càng không thể làm vì chắc chắn sẽ đọa ba đường ác cho nên chúng ta phải làm những việc mà lợi ích cho chúng sanh xả mình vì người có bao nhiêu sức lực thì chúng ta cống hiến bấy nhiêu thì phước báo của bạn là viên mãn ta có mười phần sức lực mà chỉ cống hiến một hai phần thì phước báo này rất nhỏ là có khiếm khuyết không phải là viên mãn cho nên chúng ta ở trong tất cả phật pháp mà xem mà tư duy ở thế gian này người trồng phước người tu được đại phước báo luôn luôn là người nghèo khó Họ tu được phước báo viên mãn Chúng ta ở tại Singapore nhìn thấy Cư sĩ hứa tiết Có thể nói là trong số 7 tỷ người của thế giới ngày nay Không có một người nào có thể so bị được với bà Phước báo của bà là viên mãn Người thế gian tất nhiên là có người phú quý Có tài sản hàng ức dạng Họ bố thí cho người ta Thì cũng như là trên thân con trâu mất đi một sợi lông vậy Hơn nữa bố thí mà không mấy vui vẻ Luôn là nghĩ đến có lợi cho chính mình Thì mình mới làm một chút việc từ thiện Không có lợi cho mình thì họ không bỏ ra chút nào Những người như vậy thì chúng ta biết Họ một khi chuyển thế sẽ thành người bần cùng Thế gian ngày nay Tài sản ước dạng là từ đâu mà có vậy Chúng ta nhìn thấy cư sĩ hứa triết đang tu nhân đó Bà là đang tu nhân Cái nhân đó của bà là nhân của tài sản ức dạng Phật Pháp nói Tam chuyển Pháp Luân Ba loại phương thức dạy học Ở Singapore hết thảy đều nhìn thấy Mở quyển kinh ra Thì đây là trực tiếp chỉ thị Thiện hữu ngày ngày khuyên bảo bạn Như cư sĩ hứa triết Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Là đến làm minh chứng cho bạn Trong các tôn giáo nói là kiến chứng Trong Phật Pháp chúng ta thì nói là chứng minh Biết được người ta là tu như thế nào Chúng ta nhìn thấy thì trong tâm sẽ rất rõ ràng Rất minh bạch Bạn xem cư sĩ hứa triết tự mình nói Tiền đồ của bà là quang minh sáng lạn, Đây là thật Chúng thần bảo hộ cho bà Bà có tính tâm đầy đủ Chỉ có một tấm lòng thiện lương Giúp đỡ hết thảy người khổ nạn ở thế gian Toàn tâm toàn lực mà làm Có một đồng thì làm việc một đồng Có hai đồng thì làm việc hai đồng Bạn xem trên báo chí có đăng Trong tài khoản ngân hàng của bà Chỉ có 37 đồng Singapore Hiện tại xã hội đại chúng Khi nhắc đến bà Thì đều tỏ lòng tôn kính Đây mới chỉ là hoa báo Quả báo thì không thể nghĩ bạn rồi Đây là việc mà chúng ta phải nên học tập Câu phía sau là Ngầm đổi lòng thay giả Trong chú giải nói rất hay Bề tôi lừa dối vua Con ngủ nghịch cha mẹ Vợ phản bội chồng Anh em xâm phạm lẫn nhau Bạn bè khuynh đảo lẫn nhau Đều là do cái tâm rong rủi theo ngoại cảnh sai khiến Việc này là vô cùng rõ ràng Vì sao lại nói Nhưng chẳng đợi đến khi Cái tâm ấy Thể hiện ra hành động Hễ có mảy may ý niệm chấm động Người chưa biết mà quỷ thật Đã biết rành rẽ cái tâm ấy Gọi là người điên rộ mất trí Mới tạo tác ra những tội nghiệp này Xã hội ngày nay Nơi đâu cũng là như vậy Bất luận là đến nơi nào Bất luận là thời gian nào Chúng ta cũng đều có thể nhìn thấy Thế giới ngày nay Là cái thế giới gạt người xem coi ai giỏi gạt hơn thì càng có thể giành được quan cao, giành được địa vị cao. họ ở được địa vị cao thì sẽ lừa gạt tất cả nhân dân, lừa gạt hết thảy chúng sanh. cho nên ngày nay ở địa vị cao thì có lợi ích gì chứ? Trước mắt nhìn thấy họ đang lập mưa lập gió Nhìn xa hơn nữa thì thấy là A tỳ địa ngục Những tội nghiệp mà họ tạo là A tỳ địa ngục Chớp mắt thì họ sẽ phải đi vào rồi Đọa lạc vào trong đại địa ngục này Thật sự là giảng kiếp không thể siêu sanh Con người mê hoặc hồ đồ đến chỗ như vậy. Chúng ta hãy xem người xưa. Các chị hãy đọc các sách xưa thì sẽ có thể hiểu được. Ngày xưa các đế dương là nhân từ bác ái. niệm niệm đều là gì để nhân dân giải trừ được gian nan khốn khó giúp đỡ cho nhân dân được an cư lạc nghiệp nên người đời sau mới xưng họ là cổ thánh tiên vương họ hành đó là vương đạo Giáo hóa Luân lý đạo đức cho chúng sanh Cái mà họ hành Chính là làm tấm gương cho xã hội đại chúng Nhà Nho thường nói là tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư Ba chữ này họ đều làm được rồi Đó là vô lượng vô biên công đức Các vị đọc Liễu Phạm Tứ Huấn Các vị xem Liễu Phạm Tiên Sinh Đã làm huyện trưởng Ông có cái tâm gì vậy? Là tâm gì chúng sanh phục vụ Ông muốn đem công việc phục vụ làm cho tốt muốn cho bá tánh của cả quyện đều có thể an cư lạc nghiệp ông đã làm cái công việc này biết được nỗi khổ của nhân gian nghĩ hết các phương pháp để giảm nhẹ tiền xu thế ngày ngày là ông làm việc này cuộc sống của chính mình thì rất là tiết kiệm thu nhập của ông cũng tương đối khá mùa đông thì làm áo bông bạn xem trong tứ huấn Có ghi là vợ của ông dùng loại bông thô Thông thường Chứ không dùng loại bông tơ Bởi vì những chiếc áo bông Nếu dùng loại bông thô thông thường Thì có thể làm được 6-7 cái Có thể cho được 6-7 người dùng Một người hưởng thụ có thể phân ra cho 6-7 người Là có cái ý niệm này Phước báo không phải để dành một mình mình độc hướng Phước báo là nên phân chia cho mọi người cùng được hướng người ngày trước làm quan thì niệm niệm là vì nhân dân mà suy nghĩ ông không vì chính mình chính mình thì khắc khổ chỉ hy vọng nhân dân có thể sống được những ngày tháng tốt đẹp bậc đế vương thì cũng như vậy cho nên nơi mà những bậc đế vương này ở gọi là kinh sư kinh là thành phố lớn sư là gì là mô phạm cái thành phố này là tấm gương mô phạm mẫu mực cho tất cả các thành thị khác là ý nghĩa như vậy ngày nay trên cả địa cầu mà nói thì singapore là kinh sư là một đô thị gương mẫu mực thước tốt cho cả thế giới người singapore được an cư lạc nghiệp những lãnh đạo của singapore những bộ trưởng nghị sĩ mỗi một tuần đều nhất định có một ngày phải gặp mặt quần chúng quần chúng có điều gì khó khăn có thể trực tiếp gặp họ là mặt đối mặt nói chuyện giúp đỡ bạn giải quyết vấn đề Mỗi một tuần nhất định có một lần Không giống như những nơi khác Khi đã làm quan to chức lớn Thì tìm không thấy họ nữa Ở nơi này ngay cả tổng thống Cũng thường tiếp cận với dân dân Tôn giáo chúng ta rất nhiều lần tụ hội Có mời tổng thống Ông đều tham gia Không có chút tự cao tự đại gì nhân dân an cư lạc nghiệp thì ở nơi này trị an tốt nửa đêm canh ba phụ nữ có đi ra ngoài cũng chẳng làm sao cả trên thế giới ngày nay những thành phố như vậy thì quá ít rất ít rồi nhân dân tuân thủ pháp luật người làm lãnh đạo không tham tiền cho nên ở nơi đây khi làm việc gì cũng không cần phải tặng quà tặng quà là phạm pháp người tặng phạm pháp người nhận cũng phạm pháp ở nơi này hết thảy đều chiếu theo luật pháp mà làm việc đây chính là kinh sư thời hiện đại của quả địa cầu này Kinh sư chính là thành phố Gương mẫu là mô phạm Là một thành phố đáng để cho mọi người học tập noi theo Bạn xem người ta đã làm như thế nào Singapore cũng có một số người phạm tội Các chị hãy tỉ mỉ mà xem ở trên báo Những người phạm tội đó đều không phải là người Singapore Đều là ở nơi khác đến Người Singapore bản địa cực kỳ ít phạm tội Vì chính phủ chăm lo mọi mặt Chăm lo rất chu đáo Cho nên Tâm Nếu như có ý thay lòng đổi giả Không có trung trinh Thì cái lỗi lầm này rất lớn Trong chú giải Có dẫn dụng câu chuyện của Tần Cối Thời Triều Tống Các vị có thể tự mình xem qua Hôm nay thời gian đã hết Chúng tôi xin giảng đến đây thôi A di Đà Phật dịch. Vọng Tây cư sĩ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a gmail.com người đọc Hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền, đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật No.